Đế chế El Cờ bước vào mùa thứ 8 Atletico chuẩn bị bước vào mùa bóng thứ 8 được dẫn dắt bởi ELV Diego Simeone. Đó có thể nói là một kỳ quan của thế giới bóng đá đầy biến cố nói riêng tại Tây Ban Nha và nói chung ở châu Âu. Trong số các đội bóng lớn tại châu Âu, không có triều đại nào tồn tại bền bỉ như vậy trong 10 năm qua. Ngay cả Zin và Barker cũng đều đã trải qua 5 đời ELV khác nhau kể từ khi Simeone đến Atletico vào cuối năm 2011. Trong khi đó, những gã khổng lồ khác ở châu Âu cũng thay đổi ELV liên tục. Sau 7 mùa được ELV Simeone dẫn dắt, Atletico đã giành tới 6 danh hiệu lớn cùng 2 lần giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League. Đó là thành công ngoạn mục nếu nhìn lại xuất phát điểm của Atletico khi được tiếp quản bởi El Cờ. Tất nhiên, đó cũng là chiến tích đủ làm hầu hết những đội bóng khổng lồ tại châu Âu phải ghen tị. PSG, Man United hay Man City còn chưa từng lọt vào chung kết Champions League trong khoảng thời gian nói trên. Một trong những bí quyết giúp Atletico tạo nên một đế chế vững vàng tại La Liga và châu Âu chính là bởi họ không ngừng chiến đấu. Không bao giờ thỏa mãn với những gì đã đạt được, cũng như không bao giờ đầu hàng số phận trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hàng công đầy hỏa lực để rồi, ở mùa bóng năm nay, Atletico sẽ tiếp tục bước vào một cuộc cách mạng mới, như mọi mùa bóng dưới thời ELV Diego Simeone. Thậm chí, với nhiều người, cuộc cách mạng mùa này của Atletico còn lớn hơn bất cứ mùa giải nào trước đó. Mùa bóng năm nay, Atletico Madrid đã sẵn sàng chinh phục ngay. Vàng La Liga dù PTCN mùa hè này chưa kết thúc, nhưng có thể khẳng định Atletico lần đầu sau nhiều năm giữ lại được tất cả số ngôi sao trụ cột. Họ vẫn nhận được sự cam kết ở lại của ngôi sao số 1 Antoine Griezmann trước sự săn đón quyết liệt của hầu hết những CLB khổng lồ tại châu Âu. Ngoài ra những dàn Oblak, Diego Costa, Son hay Diego Godin cũng vẫn sẽ sát cánh cùng thầy trò ELV Diego Simeone. Thậm chí, Atletico đang hướng tới một cuộc tổng tấn công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay cho tham vọng trở lại ngai vàng La Liga, cũng như cả đỉnh cao vinh quang ở Champions League. Họ chẳng những chưa mất trụ cột nào, mà còn bổ sung một loạt ngôi sao đắt giá. Đặc biệt, hầu hết tân binh nổi bật nhất của họ đều hướng tới nhiệm vụ nâng cấp hàng công. Đó là Jordan Martins, Nicola Canyx và đặc biệt Tamás Lima, bản hợp đồng có giá tới 60 triệu euro. Ngôi sao trẻ người Pháp từ chối hàng loạt lời mời từ các đội bóng danh giá của nước Anh như Arsenal, Liverpool hay Chelsea để đến Atletico. Ngoài ra hai tân binh nổi bật khác của Atletico trong mùa hè này là tiền vệ trung tâm Zazi và hậu vệ cánh Gianni cũng có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Suốt 7 năm qua, Atletico đã là trận địa bom ke vững vàng nhất châu Âu, không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Và ở mùa bóng tới đây, pháo đài Los Dozier y Blanc Osa sẽ vùng lên để tạo nên một cuộc tổng tấn công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Hãy chờ xem, tỷ lệ cược vô địch mùng 9 tháng 1 đặt 1-9, theo William Hill, dự đoán thứ hạng, 3 mùa giải chi đậm nhất của Atletico đây đang là mùa bóng Atletico tiêu tốn nhiều nhất trên PTCN dưới triều đại ELV Simeone. Họ chỉ mới thu về 45 triệu euro từ việc bán cầu thủ, song đã chi ra tới 123,5 triệu euro cho việc chiêu mộ tân binh, tức âm 78,5 triệu euro. Dễ thở đầu mùa nếu chỉ nhìn vào các đối thủ, Atletico sẽ có chặng khởi động khá khó khăn khi phải gặp Valencia ngay trận mở màn và đá hai trận derby với Vallecano cùng Getafe trong 5 vòng đầu. Nhưng thực tế, chỉ Valencia là đối thủ thực sự khó chơi, và Atletico có thể dễ dàng vượt qua những cái tên còn lại.
lịch thi đấu 5 vòng đầu 21018 VNCAA tờ ti co ngày cặp đấu 260818 A tờ ti co Valecano 010918 Celta Vigo A tờ ti co 150918 A tờ ti co I3A 230918 The Tap EA tờ ti co kết quả giao hữu trước nhượng hè 2018 A tờ ti co đã có một kỳ chuyển nhượng thành công, với những sự bổ sung chất lượng trải đều cả 3 tuyến. Vài mùa gần đây, họ thường bị hụt hơi vào cuối mùa vì gần như luôn duy trì một đội hình cố định. Nhưng với đội hình đều và dày hơn trước, SLV Diego Simeone đã có thể tính chuyện xoay vòng. Hồ sơ ứng viên tên đầy đủ, Club Atletico Madrid Việt danh, Los Dozi Blancos, Los Concordos năm thành lập, 1903, 115 năm, sân nhà, Wander Metros Litano, 67.703 chỗ, chủ tịch, NGK Siedo HLV, Diego Samone thành tích, 10 lần VDQG, 1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1965/66, 1969/70, 1972/73, 1976/77, 1995/96, 2013/14, 10 cúp nhà vua BBN, 1959/60, 1960/61, 1964/65, 1971/72, 1975/76, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1995/96, 2012/13, 1 cúp C2, 1961/62, 3 Euro League, 2009/10, 2011/12, 2017/18, 2 siêu cúp châu Âu, 2010, 2012 thứ hạng 10 năm ở La SLV trưởng với 6 danh hiệu sau 7 năm gắn bó, Diego Simeone đã trở thành SLV giàu thành tích nhất trong lịch sử Atletico, ngang huyền thoại Luis Suarez. Nhưng sau mùa này, rất có thể El Clásico sẽ vươn lên độc chiếm đỉnh cao. Vì sau những bổ sung chất lượng trong mùa hè, Atletico đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sao tên đầy đủ Diego Pablo Simeone, sao ngày sinh 28 tháng 4 năm 1970, 48 tuổi, sao nơi sinh Buenos Aires, Argentina, sao sự nghiệp SLV Racing Club 2006, Estudiantes 2007, River Plate 2008, San Lorenzo 2009-2010, Cerezo 2011, Racing Club 2011, Atletico 2011 nay, sao thành tích 2 chức vô địch Argentina 2006-2008, 1 chức vô địch La Liga 2013/14, 1 cúp nhà vua TBN 2012/13, 1 siêu cúp TBN 2014, 2 Euro League 2011/12, 2017/18, 1 siêu cúp châu Âu 2012. Ngôi sao sáng nhất, Antoine Griezmann, bất chấp màn tái xuất của Diego Costa và sự xuất hiện của Nicolas Cagnin, Antoine Griezmann chắc chắn vẫn sẽ là ngôi sao số 1 trên hàng công của Atletico. Tiền đạo người Pháp chính là chân sút số 1 của Los Dozi Blancos ở 4 mùa gần nhất. Và chức vô địch World Cup 2018 có thể là chất xúc tác cực mạnh để anh tiếp tục bùng nổ ở mùa giải sắp tới. Chuyên gia nhận định Paulo Fuche, cựu danh thủ Atletico, mùa tới, Atletico sẽ là đội bóng rất đáng xem. Họ đã mạnh lên rất nhiều sau khi giữ chân được Aberlac và Zimmerner, và đem về những tân binh chất lượng như Lima, Zazzi, Zeon Martins. Quan trọng hơn, Atletico có được tính tiếp nối và độ ổn định nhờ vào SLV Diego Simeone, người sắp có năm thứ 8 gắn bó với đội bóng. Atletico sẽ là ứng cử viên đáng